À, xin chào mọi người. À, hôm nay nhà Thái làm hai món ăn ha. Một món đó là cua xào hành mọi người, và món thứ hai đó là cá phai nấu ngọt ăn với thịt bằm mọi người ơi. À, trước tiên á thì mình làm món cua trước nha. Đó, mình cho gia vị vô sẵn là mọi người ơi. Có tỏi, gừng ha. Mình xào đều tay vào để cho nó vàng lại một tí ha. Vàng gì được đó mọi người. Rồi, cái đó mình cho cua vào ha. Cua này là cua Cà Mau nha mọi người. Cua gạch luôn á. Nhìn rất là ngon mọi người ơi. Rồi, mình xào ha. Quá thơm mọi người ơi. Rồi cái đó mình cho ít tiêu nè, đường, muối vào. Mình cho gia vị vào để cho nó thơm á. Mình xào đều tay lên cho nó thơm nha mọi người. Rồi, bắt đầu mình xào ha, gia vị có sẵn rồi, vào xong hết trơn rồi, mình xào đều lên để cho cua nó chín. Nhìn thấy phát thèm á mọi người. Cái này là cua gạch đó mọi người ơi, cua gạch Cà Mau luôn á mọi người. Rồi, cái đó mình cho củ hành vào được rồi đó. Rồi, mình xào đều tay vào ha. Ui là trời, nó ngon quá. Đây, còn đó là gạch đó mọi người, gạch cua đó. Rồi, tới đó mình cho hành lá vào ha. Đó, mình xào đều lên tay lên, nó coi như từ 3 đến 5 phút là mình ăn được nha mọi người. Rồi, chúng ta chuẩn bị qua món thứ hai ha. Đây, cái món thứ hai đây mọi người. Mình cũng làm sẵn rồi, tại vì không gian bếp nhà mình nó cũng không có được rộng á, nên mình làm từng món nha mọi người. Cá phai này là cá phai mà tươi luôn á, ở Bạc Liêu nha mọi người. Thịt bằm cà rồi mình làm bỏ sẵn vô trong cái nồi đó rồi. Rồi mình cho cá phai vào ha. Cá phai mình cũng ốp sẵn rồi.
để cho một tí cho nó chín, cho cá phai nó mềm lại. Bắt đầu cá phai nó bắt đầu nó mềm lại đó mọi người, bắt đầu cái mùi thơm bốc lên rồi đó, nhìn ngon lắm. Quá trời ngon rồi mọi người ơi. Rồi mình bỏ hành vào ha. Này hành lá nè mọi người. Rồi mình cho rau cặn vào luôn mọi người ơi. Rồi mình chỉ để khoảng tầm khoảng 3 đến 5 phút là coi như mình xong cái nồi canh ha. Nhìn này rất là ngon nha. Mùi thơm thì hơi phân phức luôn. Rồi tới đây Thái xin dừng video ha. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ Thái nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ạ.